VIP dẫn đầu xu thế thẻ. Mình thấy anh Atos rất là mãn biến và gọi là hơi tạo điểm xuyến nhẹ nha. Thế là đáng lý là anh có thể nhá với mình là hôm đó anh mặc áo Spider-Man thì mình biết mình mặc chung, còn này anh mặc một mình mình tệ. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kiến và gọi là hơi hơi tạo điểm xuyến nhẹ nha. Nên là đáng lý là anh có thể nhá với mình là hôm đó anh mặc áo Spider-Man thì mình biết mình mặc chung, còn này anh mặc một mình tệ, anh cũng quá tệ, nhưng mà cái cuốn diễn hôm đó hấp dẫn nha, rất là đẹp. Anh Phúc với Eric. Hôm nay đồ cute tay nha. Hôm nay đồ cute. Đây là nãy đi ra bút của fan bên fan tặng. Cái kia nữa. Cái này là con gấu mà fan của bạn Phong cùng tặng. Ờ. Ở đây còn người nữa. Ở đây biết Anh son. Sao vô nó hết câu đi chứ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giai điệu nhỉ, nhỉ? Cái đoạn giai điệu hay là hát giam nhỉ? Chẳng dễ dàng. Không, giai điệu. Giai điệu vì cho đâu 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 bây giờ Duy đang đòi hát một cú em liếm vào đó gì mà em phiêu liếm vào đâu phiêu liếm luôn. Oh no. Là em là cô 4 đúng không? Anh là cô 3. Nếu mà tính được quyền. Không sắp có ở làm anh Trần. Ủa? Em cô ghế mà. Mãi làm anh Trần. Cô lại được. Là 4 câu đấy mà đúng không? 4. Mà làm ơ đơ 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 đơ. Không chờ ngày mai mà làm anh. Nhéo em một cái. Anh không, người ơi, mọi người đứng lại cái vị trí để cho anh mình, đứng đúng vị trí luôn để mà anh thấy phim anh cũng sẽ dành cho chú hơn một xíu rồi anh là phải dành spotlight như vậy anh không dành nhiều spotlight lắm thì phải dành anh cũng dành đến cùng cho em đi chạy qua em điểm hết cả bài thiếu vị trí ngoài mấy rồi xong rồi luôn à ok quay chơi tập trung đi em đang bàn cái rồi đâu tôi lại bàn bây giờ còn thiếu Win ta nghe đâu anh Tú hỏi bảo có được biết thu thế nào thì Dương bảo tí chạy qua thu thì điện thoại em thu vào đây nó làm cũng đấy làm giọng em thành rồi đâu còn đi fitting nữa không bây giờ nhá thu vào điện thoại đi nó sẽ về nó mix audio thành cái radio đúng không? Mix radio là gì? Radio trong kiểu bây giờ lúc này bình thường người ta hát đâu em chỉ việc thôi radio cắt lên kia chứ giọng em thôi em nghe giọng em thôi thì nó hát thì em nhét rồi anh đặc biệt chết rồi bây giờ làm thế nào bây giờ mình hát live ôi trời hôm nay quên em mới khăn bây giờ nào Dương bây giờ con đang nói thiếu chỗ quay con nốt con đi máy quay là hết rồi. Hết rồi, người ta cũng làm y chang với hoàng tử y chang vậy luôn á. Không có. Thành giấy thông dầu. biết hết. Nè, Eric học hỏi đi, vậy nó mới có chứ ai như em. Ai mà như em? Em nói có cái gì, Eric rất nhiều, Eric không phải điện thôi. Không, người ta tuyệt vọng rồi. Em phải để người ta chăm sóc em. Trời. Chấm cho em tự chấm luôn rồi đó. Bây giờ em mình mang mình này là ế cho thật lực rồi Eric ơi. Ủa sao ơi cái tổ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phân verse cho Kiều. Tiếp tục là Hùng Huỳnh. Mà tao có hát đâu. Tổ hợp bùng binh gì đó nó phức tạp. Trời đất ơi. Áo Song Việt Nam, bài hát của chúng ta, phát sóng 21h15 chủ nhật hàng tuần từ ngày 25 tháng 8.